Thì mình thích thì mình cưới thôi. Em đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Có gì để chuẩn bị đâu. Tâm lý là xong. Tâm lý gì lấy vợ phải đủ thứ nữa chứ, tự nhiên tâm lý không là sao được. Vật chất thì mình thiếu, mình có thể mượn được. Mượn ai? Mượn anh em đồng đội đồng chí tất cả. Có cho không? Mời bạn nam. Xin chào đồng chí. Rồi em giới thiệu về mình đi em. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Linh. Em tên là Quỳnh Hiền Thúy Diễn, em đến từ Quảng Ngãi và đang công tác làm việc ở Hồ Chí Minh. Tên lão ha, Thúy Diễn. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em nay 25 tuổi. Dạ em là giáo viên. Giáo viên mình đang dạy ở đâu? Dạ em dạy ở Tân Phú. Rồi mời bạn trai. Trước tiên thì em xin phép chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ phía bên kia. Dạ. Cùng tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Vào Nồi Nào Xuống hôm nay. Em từ xin giới thiệu, em tên là Hoàng Anh Phi. Tên ấn tượng nha. Em sinh năm 1992 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và hiện tại đang công tác tại Trung đoàn Không quân 95 sân bay Biên Hòa. Nhiệm vụ em làm gì? Nhiệm vụ của em là một sĩ quan thông tin chuyên bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc cho một Trung đoàn Không quân. Em trải qua mấy mối tình rồi? Sâu sắc nhất thì em nghĩ là hai. Mối tình cuối cùng của em chắc cách đây... Chưa cuối cùng đâu em. Mối tình này mới cuối cùng nè. Mối tình gần đây nhất, gần đây nhất, gần đây nhất là cách đây cũng phải gần 4 năm rồi. Nhưng lý do tại sao chia tay? Bọn em cũng là quân nhân thì cái thời gian dành cho nhau nó khá ít. Thứ hai nữa khoảng cách địa lý. Em còn học đại học ấy, thì em học ở Nha Trang. Còn người yêu của em thì đang làm việc và công tác ở Sài Gòn. Rồi, bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Chính thức thì chưa có. Chưa có. Chỉ có mối tình mà râu ria rồi đấy. Râu ria là sao? Người ta thích em. Rồi xong rồi họ không thích em nữa thì em quay lại người thích người ta. Sao em ngộ vậy? Lúc người ta thích thì em không thích, người ta hết thích thì em thích. Tính em mà hay nhanh chán lắm. Nhanh chán về gì em? Dạ chị thích chơi bạn bè thích hơn. Vậy bây giờ có muốn kiếm bạn trai không? Đó là quá khứ đó chị. À quá khứ em phải nói rõ để anh bên kia anh hết hồn. Giật mình. Bây giờ là hiện tại muốn lấy chồng chưa? Được chưa? Chưa. Chị muốn yêu thôi. Bao lâu giờ muốn lấy liền đâu được. Bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng năm. Vậy hợp lý rồi, tự nhiên em quất chưa cái chị muốn. Em có ngại khi quen một anh quân nhân như vậy không? Từ nhỏ lớn là em chỉ thích công an, quân đội. Nhỏ có thi. Ủa vậy hả em á hả? Nhưng mà không được. Như vậy là hợp phải không? Chứ nhiều người nhiều khi nhìn thấy anh quân nhân cái thấy anh nghiêm quá mình sợ. Còn em là cười, nãy giờ chị thấy em cười tươi lắm. Em cũng nghiêm lắm đó chứ. Rồi bây giờ em mong muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Thì con người em thích tự do lắm. Nên là em cũng thích người mẫu người trai của em là không có quản em nhiều. Mà yêu xa càng tốt vậy đó, yêu xa ít có quản. Trời đất ơi, rồi em quậy lắm hả? Không quản em quậy thì sao? Không, mình tự thích chứ chị. Có người yêu rồi mình chỉ chơi trong cái phạm vi như thế nào. Chứ còn có nhiều người có lúc nào có đi đâu, em đi đâu vậy? Rồi em làm cái gì, báo cáo tình hình, em thích như thế. Thích có người yêu nhưng mà vẫn muốn được tự do. Dạ đúng rồi. Bạn trai, quan điểm của cổ vậy em thấy sao? Em thấy cũng bình thường đó. Đúng rồi, cổ thích yêu xa để em khỏi quản lý cổ. Bây giờ em mong muốn tìm người yêu như thế nào? Người yêu của em thì thứ nhất là người để là người khá là vui tính. Vui tính? Dễ hòa đồng. Nãy giờ em thấy bên kia vui không? Thầy chị Cát Tường bảo là cô ấy cười suốt. Không vui thì không cười. Thì chỉ vui thôi chứ chưa chắc mọi người vui. Nhưng mà cụ thể là em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chỉ cần là một người bình thường á, không cần phải là giống ai khác. Bây giờ thí dụ như em quen cô gái bên đây, rồi em có dành thời gian cho cô gái hay không? Cô này là cổ nhanh chán lắm đó, không chơi cổ là cổ chán đó nha. Ngoài thời gian trực chiến của em ra thì chủ nhật em được nghỉ. Còn những cái tuần nào mà em không trực thì cả cái buổi tối thì em vẫn có thời gian dành. À, tức là vẫn đi ra ngoài được đúng không? Dạ vâng. Bây giờ trước khi chị qua coi bạn coi mặt bạn trai bên đó thì em cho chị biết là em không thích cái gì ở người đàn ông. Đừng muốn tịch. Sao vậy? Miễn mặt nó hài hòa duyên dáng đẹp thôi chứ. Em đang muốn cải thiện ngoại giống mà. À tại vì mình tịch cái mình không thích người ta tịch. Dạ. Rồi. Em hình dung ảnh đang như thế nào? Thì chắc cũng mới giống anh dưới này. Cái ảnh nó khác kìa. Chắc là tướng cũng chuẩn tại vì quân đội mà cũng cao ráo. Còn đẹp trai thì em biết nữa. Em thích đẹp trai hả? Dạ ai ra em thích đẹp trai chị. Thí dụ em nhìn hết mấy anh ngồi dưới này nè, là em nhắm cái anh bên này nè, là giống cái tướng á. Chưa nói cái mặt nha, cái tướng á giống anh nào dưới này. Đó anh em coi nguyên cái hàng dưới trên này nè. Cái hàng đầu tiên đó em thích anh nào? Từ thứ hai trong ngoài đem vô. Em á, em đứng lên cho cổ coi cái đi. Đó. Anh này giống em không? Khác hả? Anh bên đây anh xin thông báo hơn anh kia về sau. Tóc anh này ít hơn anh kia. Mũi anh này bằng mũi anh kia. Rồi anh bên này cũng ngon đẹp trai lắm mà.
Ồ, đó. Khác với kia thiệt nha. Khác nhiều. Mặt mày dễ thương ha, mũi cũng đỡ tiệt hơn bên này. Tiệt là sao? Bây giờ nếu mà được á, cô này cũng muốn một năm là đám cưới. Thì ý em sao? Khi mình thích thì mình cưới thôi. Em đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Có gì để chuẩn bị đâu. Hả? Tâm lý là xong. Tâm lý gì, lấy vợ là phải đủ thứ nữa chứ, tự nhiên tâm lý không là sao được. Vật chất em mình thiếu, mình có thể mượn đúng không? Mượn ai? Mượn anh em đồng đội đồng chí tất cả. Ủa cho không? Cũng anh có cho mượn gì không vậy? Trời ơi sướng quá ha, trời làm trong quân đội sướng ghê vậy đó. Em có cái tật xấu gì không? Về tính cách là em thuộc dạng là vô cảm. Trời ơi lên điểm nặng quá vậy. Em tìm bạn gái mà em nói em vô cảm chết rồi em. Nhưng mà vô cảm với những cái điều gì? Bình thường thì những cái gì mà em chú ý thì mình sẽ để tâm vào, còn những cái gì ví dụ như mình đi trên đường ấy, những cái gì xung quanh không liên quan đến mình thì không để gì hết. Trời đất ơi. Ví dụ mình chạy xe ngoài đường mà tự nhiên bạn gái mình có thằng nào chở chạy kế bên thì mình có để ý thấy không ta? Người vô cảm thì chắc không thấy luôn á. Mình cũng vô cảm đi luôn. Ừ. Ủa sao thấy cô nào quen quen đi một đoạn nó xịt nhớ hết đôi vợ mình. Thì em chưa gặp này em chưa biết. Em làm chịu hoang mang rồi đó. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Người phụ nữ mà chảnh hay cáu gắt ở trong gia đình ấy. Thôi để chị về chị coi cổ sao nha. Nãy giờ em nghe anh nói không em? Dạ có. Anh hơi vô cảm. Em thì mau chán. Chị biết cùng muốn hút mối tình này đi về đâu nữa. Chị lo không á. Không, anh nói tính cách thì thôi. Chứ gặp tình yêu sao chuyện vô cảm được đúng không em? Rồi, để anh qua xem bạn gái thế nào nha. Ồ, chào em gái. Xinh quá. Rồi bây giờ nãy giờ em cảm nhận anh ấy là người thế nào? Hơi khô khan một xí. Ừ. Thì chính vì thế mà anh mới nhờ đến bạn muốn hẹn hò này. Nhưng mà chính những người như vậy rất là tốt em nha. Nghiêm chỉnh, chung thủy, kỷ luật sắc luôn á. Chung thủy không? Không biết à. Chung thủy á. Có không? Có đó. Có mấy anh. Có. Trời ơi. Thử coi. Mà ra mắt mấy anh rồi mà chia tay thử coi. Chết mấy anh đừng nói. Ha? Dạ. Rồi ok. Bây giờ á là mình hỏi ý kiến người thân đi. Em hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với chị em với em của em. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Em là em của chị Diễn. Cho em nhận xét về anh thì cũng to con. Nhưng chị thích thì mũi anh cao rồi đó. Con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Cho thấy thì anh bên này là phong độ đẹp trai. Có mũi cao là cải thiện nội giống tốt rồi đây. Hai em có bạn trai chưa? Hả? Chưa luôn hả? Mấy anh quân đội anh nào chưa có bạn gái giơ tay lên, chưa có gia đình giơ tay lên cho các tường coi cái coi. 1 2 3 4. Nhìn hai cô bên đó nha, dễ thương lắm luôn á, mấy anh mạnh dạn lên nha. Mình hỏi sếp anh đi kia đi ha. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn gái và bên nhà gái. Đồng chí Phi thì là một người trong đơn vị thì rất là vui tính, hòa đồng, nhưng mà theo như đồng chí ấy nói thì là một người vô cảm với một số trường hợp. Thì cái này thì gặp bạn nữ bên này thì chắc là sửa được bởi vì bên này bạn nữ rất là xinh xắn, rất là vui tính. Có thể là theo như bản thân tôi thấy thì rất là phù hợp với chỗ đồng chí Phi. Rồi, cảm ơn anh. Thôi bây giờ hai bạn kéo màn lên nói chuyện với nhau nha. Rồi, kéo màn lên. Rồi, mời các bạn. À, chúng ta trò chuyện với nhau chào đi. Anh. Chào em. Trước tiên thì em lúc nãy em có thấy là em bảo là em rất thích quân nhân. Thì bây giờ em nhìn thấy anh em thấy như thế nào? Thích rồi đấy. Bình thường thì anh bảo anh vô cảm thì chỉ là vô cảm với những người xung quanh thôi. Yeah. Còn đối với những người thân hoặc là đồng đội đồng chí trong đơn vị thì anh rất là vui vẻ, hòa đồng. Còn nếu sau này mà em là người thân của anh chắc không có vô cảm đâu. Em cũng mong vậy. Bình thường gặp người lạ ấy, anh rất lì nói. Yeah. Phải là những người như nào gọi là mình bắt được sóng với nhau ấy thì mình bắt đầu có thể nói nhiều hơn nữa và trao đổi với nhau. Có đem thiết bị ra sóng theo không? Ra thử coi có vô sóng không? Không, cái đấy là quân quân sự mình không được đi theo. Trời ơi, tôi nói đang ra sóng cảm xúc ông ơi, thiệt tình nó chậm quá à. Ra sóng đây có sóng chưa nè, hiểu không? Em thì em phát rồi mà không biết người ta có bắt hay không. À, có nhận được tín hiệu gì chưa em gái? Dạ, sắp sắp rồi đó chị. Cơ hội. Nắm tay coi có điện có truyền ba chưa, bắt sóng đi. Ra cái đài số mấy đó, thông báo đi. Nhìn nhau em. Em
Nhìn nhau đi, nhìn nhau đi. Cảm thấy như thế nào? Dạ bình thường. Anh thấy run lắm. Nắm tay nhau chút xíu để cảm nhận coi cái dòng điện thế nào ha. Ủa anh ở Nghệ An rồi anh có ở đây anh làm việc này luôn hay có về quê không? Không, nhà anh thì ở ngoài quê nhưng mà hiện tại thì anh công tác ở đây luôn rồi. Dạ do Nghệ An xa quá. Ba mẹ em là hồi kia nói đùa là chỉ cho từ Đà Nẵng đi vô thôi, không có cho từ Đà Nẵng đi ra. Đúng là mẹ nói là ghét của nào trời trao cũng đó đó. Trời trao chưa? Trao rồi đó. Trao rồi hả? Anh biết nhậu không? Bảy, xuống bảy, chứ. Nhậu thì chắc chắn đàn ông thì phải biết nhậu rồi. Dạ, vậy được rồi, em chỉ biết, chỉ thích đàn ông, thích nhậu rồi. Wow. Vì về nhậu ba em được, chứ còn nếu mà không biết nhậu thì phải qua vòng của ba em nữa. Bây giờ em ở đấy một mình hay là ở người thân xong hả? Dạ, em ở trọ mình thôi. Thích đi, đi thích về, về thôi, chứ giờ có người ở chung mà nó nhiều cái đắng cấn lắm. Rồi mốt ở với chồng rồi có cấn không? Dạ, chồng khác chị. Rồi nếu như đồng ý hẹn hò thì các bạn hẹn hò như thế nào? Ở đâu? Ví dụ như công viên, khu du lịch các kiểu. Em rất thích đi du lịch nhưng mình có thể đi phượt một ngày cũng được. Ý là biên hòa hay thành phố? Dạ, chỗ nào cũng được. Miễn là mình cảm thấy mình thích là mình có thể đi thôi. Nếu mà sau này chúng ta có thể là tiến tới xa hơn nữa, em có đồng ý là về Biên Hòa cùng sinh sống hay không? Nếu về Biên Hòa là anh phải nuôi em đó. Nuôi thì anh nuôi được thôi, nhưng mà dạ, quan trọng chứ, là... Chứ do công việc của em về Biên Hòa là tức là em thất nghiệp đó. Làm lại từ đầu ở Biên Hòa đó. Nhưng em trước kia là em cũng có quan điểm là bây giờ em không có ổn định. Tức là em không có chọn nơi nào để em dừng. Bao giờ em có chồng, tức là chồng theo em theo đó đó. Nuôi nổi không em? Thì về cuộc sống anh có thể lo cho em ăn uống bình thường và cuộc sống tốt. Còn về các cái khoản khác, ví dụ như là để đời sống mình cao hơn nữa thì anh không dám khẳng định. Dạ em thì em chỉ quan niệm sống đủ được rồi. Vì dư giả thì mình chỉ sống đủ cuộc sống mình thôi, chứ còn tiền cũng đâu có chết mang ra từ đâu. Trời ơi hay quá vậy. Đó vậy thôi, nhưng mà có khó khăn thì anh em có nhiều nguồn để mượn lắm, em cũng đừng lo. Nếu em có tình cảm với anh ấy thì sau quá trình hẹn hò đấy chúng ta có thể tìm hiểu thêm nữa, tiến xa hơn. Dạ. Bạn gái thì thấy như thế nào? Dạ thì cứ theo lời ảnh đi chị. Hôm nay em gặp một đối tượng dễ thương, rất là xinh nha, mà cũng rất là dễ luôn đấy. Dù có mấy phút ít ỏi chúng ta trò chuyện ở đây, nhưng ít nhiều các bạn cũng có một cái suy nghĩ riêng của bản thân mình. Nếu chúng ta cảm thấy phù hợp, cảm thấy rung động và cảm thấy đối phương có thể là một nửa của mình thì chúng ta mới nhấn nút. Còn nếu không, để dành cơ hội cho những người khác. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nào. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hiệu lệnh ta ba mà đếm mà hai anh bấm nút rồi là sao? Tự nút nó hỏng. Hai bạn nắm tay nhau đi. Rồi hôm nay chúng ta chính thức nắm tay nhau đấy, chính thức hẹn hò với nhau đấy. Quà tặng mà Viettel dành cho hai bạn là một chiếc điện thoại được kết nối 4G trị giá 2,2 triệu đã cài đặt sẵn ứng dụng Mocha. Khi sử dụng Mocha thì các bạn có thể chat, gọi điện, đặc biệt là xem phim và nghe nhạc cùng nhau, rất là thú vị. Hai bạn nhớ giữ liên lạc với nhau nhé. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox. Các bạn có thể vào đó xem phim để có một không gian lãng mạn để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Rồi, nắm tay nhau thật chặt, đừng bao giờ buông ra. Sớm báo tin mừng cho chúng tôi nha. Chúc mừng hai bạn. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Chắc khoảng tầm chục. Tầm chục. Hơn bạn xíu thôi. 40 non, 40 non. Ôi trời ơi. Mời nhà trai. Đây, chào em. Rồi, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Nào, mời bạn trai. Em xin chào tất cả mọi người. Cả trường quay anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Trường Giang. Em năm nay 25 tuổi anh. Em đến từ Nam Định. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà làm công tác ở trên Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em là đi công trình. Em là chỉ huy trưởng. Em bạn Trấn Thành hả? Béo hay sao anh? Rồi. Còn em?
À dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Em là Thanh Xoan, hiện tại cũng là 25 tuổi. Hiện tại đang công tác tại quận 7, đang làm trưởng phòng của công ty bất động sản Alio. Bây giờ thì đàn gái cho chúng tôi biết một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì chắc là về trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, cũng biết nấu ăn. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Dạ. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Chục lon. Wow, em có nghe không em ơi? Có chị ạ. Thế em bao nhiêu lon nào? Hơn bạn xíu thôi. 12 lon hả? 15 lon? À, tầm 40 lon ạ. 40 lon ạ. Ôi dồi ôi. Em thì dân công trình mà bảo không biết nhậu thì cũng trời sai ơi, chết cả rồi. Nhà gặp tử kỳ rồi. Còn em, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là người khá là trung hòa mọi thứ, có là không có điểm mạnh gì. Trong công việc thì em là người xử lý vấn đề tức thời nó tốt, nhưng mà lại không giỏi cho vấn đề là lập kế hoạch lâu dài. Gọi gì nhỉ? Không chỉn chu cho ăn mặc, có hút thuốc này, có nhậu này, nhiều điểm khác mà em chưa nhớ ra. Tật xấu của em bên đây là gì? Chắc em cũng lề mề. Hẹn mọi người thì em sẽ khoảng là tới sau 30 phút một tiếng, rất là lề mề, hay nóng tính. Có chút đỉnh nhậu nữa đúng không? Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì có một mối tình, nhưng mà mối tình nó khá lâu, là 10 năm. Nhưng tại sao lại chia tay? Bọn em chia tay, đấy là giai đoạn mà em và bạn ấy bắt đầu ra trường ạ. Hai người xung khắc về chỉ hướng làm việc, cuộc sống nên dẫn đến chia tay. Đến nay bao lâu rồi? 3 năm. 25 tuổi mà ông 13 năm ông yêu, thế ông yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Em nói tôi nghe xem. Em yêu từ năm cấp 2 chị. Ôi giời. Tôi phải sang tôi nhìn mặt ông tí. Sau mối tình đó em có mối tình nào khác nữa không? Không có mối tình nào khác chị. Một phần là cũng vì công việc, một phần là hồi xưa em yêu thì thấy cuộc đời nó chỉ có một màu thôi. Bây giờ em không yêu nữa thì cuộc sống cảm giác nó muôn màu. Thôi vậy sống đừng yêu đi. Nhưng mà cho nó có nhiều màu cho nó đẹp. Nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn, như em thấy là em đi suốt đi công trình thì nhậu, toàn ăn và nhậu thôi. Đến lúc mà về nhà chẳng hạn, thấy hàng xóm người ta nấu cơm ấy, thì cái cảnh gia đình ấy, thì lúc đấy là cảm giác rất là buồn. Tại vì đi công trình là thường cô đơn một mình mà. Thì lúc đấy em nghĩ là đến lúc giai đoạn mình nên lập gia đình. Rồi, bây giờ còn tình trường của em sao nào? Cũng trải qua nhiều, động lại thì chắc là được 3 mối tình. Lý do tại sao chia tay cả 3 mối tình? Cái người đầu tiên á, thì em nghĩ là chắc là bạn ghen quá, thì bạn ấy có chút hiếu khô. Còn bạn thứ hai á, khi mà về gia đình rồi mới thấy là bạn ấy trong gia đình thì quá là gia trưởng. Xong rồi đến mối tình thứ ba á, thì em thấy là bạn ấy quá là keo á. Keo kiệt bỏ luôn. Thế em mong muốn cái người bạn trai của em là phải có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn trai mình sẽ cao khoảng tầm 1m7, da ngăm ngăm đen cũng được, không còn trắng. Đi công trình có ai trắng đâu. Em thấy này chuẩn này đấy. Em đặc biệt là thích răng. Nghĩa là bạn trai em răng phải đẹp. Răng em đẹp không em? Đưa chị xem để kiểm tra cho nào. Rất được. Dạ. Em có gia trưởng không? Một chút gia trưởng. Em có vũ phu không? Không. Em thôi. Sợ bạn gái bắt nạt đấy. Em đó. Để anh qua kiểm tra nhà gái coi sao. Nhưng mà em trai muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Là người có tính cách một chút, cá tính một chút ạ. Cá tính nó nhậu đó, 10 lon là cá tính lắm á. Xinh là được cái tốt nhất, mà không xinh thì cũng xinh. Nói chung là có mẫu hình lý tưởng nào không? Hòa Minzy và cả tính như Hòa Minzy là được. Mẹ em có dặn điều gì khi đi tìm vợ không? Mẹ em bảo là mà vợ mà cả tính mà chị được mày á thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mẹ em làm hết cho. Chị em được hả? Em thôi. Đúng rồi. Dạ, chào anh Nguyễn Linh. Trời ơi. Đó, sững sờ liền đấy chưa, sững sờ. Xin đó. Dạ, cảm ơn. Rất là điện ảnh cũng nha. Cũng phản phất của Hòa Minzy đó. Lanh lợi lắm á, mạnh mẽ cá tính luôn. Lý do tại sao ế? Ở trong cái môi trường, thứ nhất là môi trường của em á, thì là trên á, thì là các anh sếp thì hầu như là đã có gia đình hết rồi. Còn sau á, thì mình nhân viên dưới mình á, thì những cái bạn đấy thì còn quá trẻ và em cũng không thích những người trẻ. Cái hai là em có một đứa em trai và em muốn là lo cho em của em. Em trai của em 20 tuổi. 20 tuổi rồi mà tại sao em lại phải nghĩ chuyện phải lo cho em? Em trai của em là từ nhỏ đó không được lanh rồi, không được thông minh như người ta. Là em trai đưa... có ở đây không? Dạ có kìa. Cho anh dạ. Gặp em trai chút nữa. Nhà em thì là bốn anh chị em lận. Em còn một đứa út là 5 tuổi á. Em muốn là bố mẹ em lo cho thằng út. Còn cái em này thì có lẽ là không được lanh thôi, nhưng mà vẫn rất là chịu khó làm việc. Thì em muốn là đưa vào đây để mình phát triển bản thân nó hơn nữa. Nên là em sẽ mong là tìm một người bạn trai là cũng sẽ chia sẻ với em được cái vấn đề này. Tôi phải lo phụ với em trai này. Đúng rồi. Em 20 tuổi đang làm gì? Đang là rửa xe ạ. Có học cái nghề gì không? Cũng không ạ. Học từ đó tới lớp mấy? Lớp 8 ạ. Thế lương được không? Cái một ngày làm được bao nhiêu tiền? Chắc tầm sắp xỉ 5 triệu ạ. Ôi dồi, 5 triệu một tháng. Tháng hay một ngày?
Ôi trời ơi, tôi tưởng 5 triệu tôi bỏ, tôi làm sửa xe, tôi là sửa xe luôn đi chứ còn gì. Em tưởng nói 1 tháng chứ. Thế hả, 1 tháng, thế là cũng có giúp được chị rồi đúng không? Vâng. Có thương chị không? Có ạ. Giờ mong muốn điều gì hả chị? Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc. Em nếu mà chị em tìm được em đi cũng không làm trên đây nữa, thì về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn ý. Nhưng mà chị lấy chồng rồi ai lo cho em? Thì chắc là bố mẹ em sẽ lo, hoặc là em sẽ cố gắng tự lập bằng mọi cách. Bây giờ em trai thấy anh này có hợp với chị không? Cũng được ạ, anh ấy cũng khá đẹp và cũng thông minh. Em thấy chắc chị hợp với chị hơn. Rồi, cảm ơn em trai. Em đi với ai? Em đi với bạn thân em, cũng từ Bắc ra đây khởi nghiệp với em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thấy là bạn nữ rất là xinh gái, như hoa hậu vậy. Wow. Rất là mong là bạn gái cho bạn mình cơ hội và bạn bấm. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào đi. Mở rào. Wow. Chào bạn. Dạ, em chào anh. Em có món quà này tặng anh, thì hiện tại là bây giờ em sẽ tặng cho anh cả cặp. Tại vì nếu như mà tí nữa anh mà bấm nút á thì em sẽ lấy lại một ly. Tại sao vậy? Để hy vọng là hai cái ly này sẽ nhanh về cùng chung một nhà. Còn ví dụ anh không bấm nút anh phải tặng em lại cả đúng không? Dạ không, em sẽ tặng anh luôn để anh tìm được một người thích hợp với mình. Thì chắc chắn là rồi, để tính sau em. Trời ơi, đẹp quá. Wow, ly đẹp thật anh. Đẹp đấy. Còn em tặng ta gì đó? Cốc thì phải có nước. Đấy, thì mình tặng ly nước cam. Đấy, thì... rất xin lỗi bạn, tại mình xuống đây nó khá là vội. Dạ không sao. Nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Hy vọng là tối nay mình thể dẫn bạn để tặng quà nặng. Tôi làm bán Mười Hòa 7 năm tôi thấy lần đầu tiên tặng ly nước cam. Mình chào bạn. Bạn tên Xoan đúng không ạ? Đúng. Mình cũng khá ấn tượng với cái mặt mình già lắm rồi, mình đừng có gọi mình với bạn nữa, mình gọi anh với lại em đi nhá. Em dạ. Rất là xinh. Em là anh bối rối quá. Em là anh bối rối quá. Cười tươi lên coi Giang, cười tươi lên. Cho cô ấy kiểm tra răng thôi. Răng anh đẹp không em? Dạ cũng được. Nếu như mà anh đi công tác xa mà khi mà mình hẹn hò thì 1 tháng anh sẽ sắp xếp cho em được bao nhiêu ngày? Ít nhất là 3 ngày. Còn em trai em thì anh nghĩ là thứ nhất phải để cho em trai em tìm được một cái đam mê mà để phát triển. Chứ còn nhiều khi anh thấy bao bọc quá nó không là cái tốt. Có lẽ anh thấy em còn nói chuyện đỡ run hơn anh. Đấy, nên khả năng là xử lý tình huống của em ý rất là tốt. Chứ không, anh thấy em nói sai. Sai. Dạ, ý là em cũng đang cho em trai em đi làm. Thế là để làm, để biết được là mình phù hợp với công việc gì để tiếp tục. Em có đưa tiền cho vợ được không? Được anh. Em giữ tiền thấy đau đầu quá. Nên khả năng là thôi, ai giữ thì giữ. Mua gì em có cản không? Người ta mua một là cũng vợ đẹp thì cũng là vì mình mà anh. Anh cản làm gì anh? Ừ, hay quá, hay quá. Nào, chúng ta sẽ quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng đấy. Nào, hãy nắm tay tay được đây bạn ơi. Tay bạn ấm đấy. Và một điều đầu tiên đó là nụ hôn. Em xin phép anh chị và em với lại mình được hôn bạn được không? Đấy. Dễ thương lắm. Những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến 2 bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ chắc em nhớ không lầm là cũng già lắm em mới thích, tầm khoảng 3-4 tuổi rồi đó. Em có mang lên một cái mẫu em tự làm cũng không được ngon, khả năng hát của em cũng
chắc là cũng bay ngóc luôn anh. Có quý vị khán giả làm chứng là tôi đàn ông đích thực, tôi đàn ông đích thực. Khi chúng ta gặp đúng đối tượng mình có một chút bối rối, một chút thẹn thùng và đôi khi nói cũng không có gọi là tròn vành rõ chữ, thực sự rõ nghĩa nữa đúng không? Đúng rồi. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời đàn gái. Trời ơi. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Ngồi đi em. Em ơi, em giới thiệu về mình đi. Em xin chào chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh Quyền Linh ạ. Em xin tự giới thiệu ạ. Mình em là Bích Lộc ạ. Em 29 tuổi, quê em ở Nam Định. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm bên nhân viên văn phòng ở bên tạp chí phát triển khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Rồi, em trai. Dạ, xin chào họ nhà gái ạ. Em chào anh Quyền Linh. Rồi em. Em chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Em xin tự giới thiệu. Em tên Lâm Hoàng Diệu. Năm ngoái em 31 tuổi. Quê em ở Bạc Liêu, hiện tại là em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em nói năm ngoái trước hay năm ngoái này? Nó gần lắm ha. Dạ, để em nói lại là năm nay em 32 tuổi. Công tử Bạc Liêu đó hả? Không, chắc hồi đó chỉ có em ơi, ở đợi cho công tử. Sao mà cái tên nữ tính dữ vậy cưng? Hồi xưa bên nhà nội em á, là đặt tên cho các bác, các cô chú là cái vần đầu là GD. Bác hai em là tên Định, ba em tên Diện, Dẫn, Điền, Đông. Khi đó thì đặt tên em kiếm phần GD không ra nữa. Không biết là ông nội hay ba tra lên cái lịch sử sao có cái tên Hoàng Diệu cái đặt cho em luôn. À, những người tên Diệu anh thấy rằng trắc trở về tình yêu lắm á. Còn em á, không biết trắc trở không mấy mối tình rồi. Dạ không, em tình của em thì cũng vui lắm. Tình yêu của em thì trường kỳ kháng chiến. Là sao? Là em yêu đó giờ em có người một 10 năm. Em ơi, xem nhẹ nhàng say đắm quá vậy em. Ta đang dịu mà. Cái gì? 10 năm sau chia tay vậy dịu. Trong cái giai đoạn đó có cái khoảng thời gian là em lên Đà Lạt làm 2 năm. Có những trục trặc tình cảm. Nhưng mà sau đó thì gia đình bạn đó thì ba mất. Thì sau cái tan 3 năm thì bạn bắt đầu có những cái định hướng thay đổi. Hình như nhắc á, mà ấy em vẫn còn cảm xúc về tình yêu đúng không? Dạ không. Ban đầu thì nói chung là em là sống là nặng, rất nặng tình cảm. Em biết thích phụ nữ từ năm mấy tuổi? Dạ chắc em nhớ không lầm là cũng già lắm em mới thích. Tầm khoảng 3-4 tuổi rồi đó. Em thích như thế nào? Hồi cái thời của em hay chơi nhà chòi đó. Mấy bạn ở đây mà nếu có lứa tuổi cùng em chắc sẽ hiểu. Trời ơi, chơi nhà chòi tôi thích lắm, người ngủ luôn trong chòi luôn á. Dạ đó, đó. Sao? Thích nữa. Thì lúc đó là chơi nhà chòi với bạn nữ. Thì nói chung kỷ niệm mà em nhớ nhất với bạn đó là nụ hôn đầu đời của em trao cho bạn đó. Ôi, giao cho bạn đó luôn. Chị của em phát hiện, em mắc cỡ quá em trao luôn được không thứ hai? Là luôn, cũng là bạn đó luôn. Dạ. Rồi đến mấy tuổi thì hai đứa chia tay? Dạ, cái khoảng chia tay em không nhớ. Rồi sau đó là có... Dạ, em cứ chơi nhà chòi với khi nào lớn lên cái tự thấy mắc cỡ nghỉ chơi là chia tay. Vậy đó rồi, hả? Trời mối tình mà 10 năm có chơi nhà chòi không? Dạ không. Hay là chơi nhà khác. Vậy bên kia có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì tính ra mối tình chính thức của em có 2 mối tình chính thức ạ. Mối tình đầu tiên của em là từ năm em học lớp 11. Sau khi em ra trường được 1 năm thì em đi làm, em quen anh đó cũng được có 1 năm thôi. Có một cái em không thích của anh đấy nhất, nó là ghen. Mà ghen, ghen quá luôn. Lúc nào mà giả sử anh đấy mà gọi điện thoại cho em hay nhắn tin cho em mà em không có nghe á, là anh đấy sẽ nghĩ ra đủ lý do là chắc em đang đi chơi với ai hay làm gì với ai, nên là em chịu không nổi nên em chia tay. Em sao, em có ghen dữ vậy không em ơi? Hồi đó thì em ghen lắm mà bây giờ bớt rồi. Giờ con yêu đâu ghen. Thôi bây giờ mình nói cho nhau nghe cái ưu điểm khuyết điểm đi. Em thì ưu điểm của em cũng ít, biết nấu ăn chút chút. Rồi khuyết điểm. Em khuyết điểm. Dạ khuyết điểm luôn. Ưu điểm còn không, kể nhanh nhanh lên đi dịu quá. Dạ. Dạ thôi em qua khuyết điểm luôn đi. Thôi. Khuyết điểm có không? Dạ có. Khuyết điểm của em thì hay ăn vụng lúc người ta đang nấu. Em thì nói chung là trong công việc em hơi nôn nóng. Ở đây không phải mình em ăn vụng đâu, mà có bạn anh bên kia ăn vụng số 1 luôn. Lên đây, qua đi, qua chuyện khác đi. Lên, qua đi. Chị hỏi nè, em có mít ướt không vậy? Dạ không chị. Có ai khóc không? Dạ không. Vậy hả? Mà khóc thì cũng không ai hay. Vậy khóc hả? Khóc trốn không à. Chia tay bạn gái em có khóc không? Dạ cái này thì khai thiệt là có. Khóc dạ. Mấy ngày mấy đêm?
Dạ không có tính đêm, chỉ tính tháng. Có gì đấy? Chào anh Linh. Chào em, ưu điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là hiền, vui tính, hòa đồng với mọi người và luôn biết quan tâm chia sẻ với mọi người trong công việc. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em thì em thực sự là tại em có mang lên một cái món em tự làm, nhưng mà thật ra cái khả năng nấu ăn của em cũng không được. Ý là nó chỉ có một số món thôi á, chứ thực ra nó cũng không được ngon. Khả năng hát của em cũng chắc là cũng banh nắp luôn anh. Thế mà ăn chừa lại cho chị 4 cái nha em ơi. Nó 6 cái, chừa lại chị 4 cái. Cái đó tặng đàn trai để đàn trai hưởng thôi. Đâu ra vậy? Ta chia của trước rồi đó nghe. Tặng cái này đồ ăn đàn bà mà khùng. Ủa đàn ông cũng ăn được vậy? Không, cái bạn bên kia bạn quyền diệu quá, em có thấy hơi ngại ngùng không? Cái này em chưa tiếp xúc nhưng em nghe thấy giọng em cảm giác nhiều mít ướt mà kiểu nó yếu yếu không sao. Yếu yếu đúng không? Dạ. Yếu sao mà đàn ông được rồi. Trời ơi. Em cũng có một dạ, cái em tại đàn ông lắm ạ. Em đàn ông dữ không? Có đàn ông lắm. Chứng minh được không? Chứng minh dạ, luôn được. Đi anh. Sao chứng minh sao nè? Em đàn ông lắm em. Trời ơi. Em phải chứng minh bằng hành động giống như là đàn ông mạnh mẽ không có được. Hôm nay đến với chương trình á thì có quý vị khán giả làm chứng là tôi đàn ông đích thực, tôi đàn ông đích thực. Đàn ông đích thực. Được rồi. Nè, trước tôi khi nói... gặp ở đàn gái, tôi thử coi món quà đàn gái coi sao. Tôi mời nhà trai thử đi. Bây giờ em là chú rể tương lai, em thử coi bên vợ tương lai em làm nước mắm thấy cái hình thức là ngon rồi đó. Ngon. Cho anh hỏi em cái là em có đăng ký an toàn thực phẩm chưa? Dạ cái này em mua bên siêu thị anh, thì có người ta có kiểm định chất lượng ra nên anh cứ an tâm đi, không có thôi sao mà, hết đâu anh. Nói chung vậy anh hỏi em là để cho vui chứ có chết vì em thì cũng được. Trời ơi. Thấy chưa? Ăn đi cưng, ăn cho thỏa lòng mong ước. Ngon. Có chừng rớt con tôm kìa. Cái thơm đậm đà. Cái con tôm nó còn tươi á. Ngon, rau thấm nó tươi, nó giòn á. Có chừng rớt nước mắm ở đây. Đi xuống dưới đó ăn xong rồi cất đó đi để chừa cho tôi đi, nhanh đi. Em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Nói chung là em thích phụ nữ là phải chân thành, rõ ràng trong tình cảm. Nên em không thích ở phụ nữ những cái tính ngược lại tính đó. Em rất là chân thành luôn. Em rất là chân thành đó, nghe chưa? Cái gì vậy? Nước mắm ngon quá. Trời đất ơi, húp luôn nước mắm rồi kìa, trời ơi là trời. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Em thích cái mẫu người nó na ná như là Ninh Dương Lan Ngọc á. Ồ. Cái gì Ninh Dương Lan Ngọc á? Cá tính sắc sảo thông minh. Sắc sảo thông minh. Mắm ngon nó cay đã đâu không hồi luôn. À, chào em gái. Dạ em chào anh. Không, xác định là em có thể mở cái quán gọi cuốn được rồi đó. Bây giờ là mong muốn về một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Thì em mong muốn ăn để cao khoảng cho em tầm 1m7. Có. Ồ, có luôn ạ. Ừ. Dạ mập một chút xíu cũng được. Mập. Nhưng mà bụng đừng có bự. Có bự không? Tiếp về là em thích con trai mà có lông, lông chân chút xíu. Lông. Trời ơi, ngay trước mặt em đó. Đàn ông có lông kìa. Trời ơi. Một chùm. Nam tu nữ nhủ, đó là cái tiêu chuẩn của ông bà mình đặt ra cho một sao? Người đàn ông và một người phụ nữ. Đàn ông là phải có râu nhiều nè, lông tay lông chân nhiều nè, lông mày rậm giống như anh Quyền Linh vậy đó. Em thấy em cũng thích nhiều lông á, con đó. Trai có nhiều gì nó đã, đã thiệt luôn á. Nói chung là bản lĩnh đàn ông ở đây có hết, chỉ có điều hơi dịu chút thôi. Không, em cũng thích dịu, dịu, dịu vừa thôi chứ dịu quá, nhiều khi người ta lại tưởng lộn là nó cong cong anh. Rất đàn ông luôn. Dạ, anh tại anh tại tại nãy giờ anh làm cho nó vui vậy nó đó vui. Thế thực chất nó như vậy ý. Anh nói y như em nói. Không, bây giờ vậy đi, em đi với ai? Em đi với ai? Dạ em xin giới thiệu, em đi cùng với dì của em rồi con của dì và sếp của em ạ. Xin chào Quyền Linh ạ, xin chào chị Hồng Vân. Xin chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Chào nhà gái. Tôi là dì ruột của cháu Bích Lộc ạ. Hiện nay cháu Bích Lộc đang là sinh sống cùng với gia đình chúng tôi tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là cháu trai ấy, thì nhìn thì cũng ngoại hình thì cũng tương đối là đồng nhất với cháu gái của tôi. Rồi còn cái tính tình của tôi thì nói chung là cũng vui vẻ hoạt bát. Cô tôi xin hỏi thêm à, hiện nay là cháu đang ở quận mấy? Nhà cháu ở Gò Vấp. Tức cháu... là cháu có nhà riêng cho hay là cháu vẫn... Cháu ở với nhà cô của cháu ạ. À rồi rồi. Ngồi mà nghe các cháu mà trao đổi thì cô thấy là gì, thấy là cũng hai cháu là sẽ đến với nhau tương đồng. Thứ nhất là về cái tuổi tác này, về hình thức này. Rồi cái công việc thì hai cháu đều ở thành phố Hồ Chí Minh cả, thì nói chung là nó có cơ hội để mà dễ mà để mình có những buổi hẹn hò tiếp theo. Rồi cảm ơn
dì của Lộc ha. Một bên là ở nhà cô, một bên ở nhà dì, tương đồng cũng quá. Cũng hợp lý. Diệu đi với ai Diệu? Dạ, hôm nay em đi với ba của em. Một ba người em gái, một người em họ. Ba với em gái. Rồi, chào chú. Con chào chú á. Xin chào là Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là cha của Hồng Diệu. Tôi là Lâm Hoàng Diện. Hồi 7 tuổi á, đến là học từ 7 đến học lớp đại học thì đồng Diệu gắt là có hiếu với cha mẹ ông bà, là nhiều khi là chăm lo cho là anh chị em, nhất là đặc biệt là thương con nít, thương nít lắm, thấy nít là thương dữ lắm. Tôi thấy là cháu gái này cũng được, thì tôi mong rằng làm sao là cho hai con á, là làm sao là được bấm mút với nhau để tìm hiểu nha, đi đến hôn nhân. Dạ. Yeah. Cảm ơn chú. Rồi bây giờ mình mở rào nha, mở rào. Chào anh, em cũng có món quà tặng anh. Em tặng một cuốn sách nấu ăn và một cái tập về. Tại vì cái mức độ nấu ăn của em cũng tương đối là ngon vừa vừa, nên là em muốn sau này khi nếu chúng ta mà có cơ hội đến bên nhau thì chúng ta sẽ cùng nhau nấu những món ăn theo con cuốn sách này. Em có thể đeo cho anh cái tập về này luôn được không ạ? Bà Diệu nó còn Diệu hơn. Ai tên Diệu. Dạ. Đeo tập về vô đúng là Diệu. Dạ. Ôi vi Diệu, hôm nay đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Anh muốn cái giá trị món quà đem lại cái hơi ấm trong tim em mà. Dạ em cảm ơn anh. Mẹ em có thích con trai miền Tây không? Dạ có. Em yêu em có thích cải lương không? Dạ có luôn. Một bài cải lương Diệu. Anh hát đi anh. Trời ơi một lá trầu xanh cũng nặng hoằng trên đôi vai bé nhỏ, nên gánh tình duyên đã gãy đổ từ bao giờ. Anh dự định là sinh mấy đứa và anh thích con trai hay con gái? Anh thì nói chung là con cái anh không có quan trọng vấn đề mà trai hay gái, em sinh ra là anh đều thích mà. Nhưng vấn đề là anh thích con gái đầu lòng. À đúng rồi, em cũng thích con gái đầu lòng mà em thích hai đứa con gái và một đứa con trai lận. Em có ngại vấn đề mà người Nam người Bắc không? Dạ không, cái về cái quan niệm Nam Bắc của em thì em cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ em đã vào trong đây rồi á, thì có lẽ là em cũng muốn mình sống ở trong đây. Em hôm nay đến em cảm nhận anh như thế nào? Dạ em cảm nhận anh cũng gần như cái suy nghĩ của em, nói chung là chân anh có lông không? Không cưng mà, thấy cưng mà. Người ta rất là thực tế, ta thích người đàn ông có lông. Lại gần cho ta coi cho rõ không? Mở lên nè, xong lại coi đi. Lông là phải có gần gần mới thấy. Thấy chưa? Dạ thôi em thấy hẻ hẻ được chút xíu chắc là có rồi anh. Dạ, hẻ hẻ rồi. Dạ dưới này có chứ trên có rồi anh. Dưới nào có? Dưới chỗ chân á. Đây. Đó, rồi đúng rồi, ý luôn. Đã luôn anh. Cái này là em chỉ thua anh Quyền Linh chút xíu thôi à. Ủa, lý do em thích vậy là... Tại vì em thích con trai giống như chị Hồng Vân có nói á, thì con trai vậy giống với manly mạnh mẽ, tiền bạc trong gia đình á, thì anh muốn người nào sẽ giữ cái đó là như thế nào? Anh nghĩ là cái vấn đề giữ tiền nó cũng không quan trọng, mà vấn đề làm niềm tin mình cho nhau thôi. Anh khẳng định cho em một câu đi, sẽ em... Em tin anh không? Bây giờ thì em chưa biết em có tin anh hay không, nhưng mà sau này thời gian thì em có lẽ, nhưng mà em vẫn muốn anh chốt cho em một câu đi. Thì em muốn giữ thì anh cho em giữ thôi. Ok, em nhờ em hỏi đủ rồi ạ. Anh có muốn hỏi gì về em nữa không ạ? Thôi mình bấm nút đi. Thôi mình bấm nút đi kìa. Yeah. Cảm giác đây sẽ là một nửa yêu thương của mình thì bấm nút. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Rất chân thành. Hay quá. Nắm tay nhau nào. Đó. Và những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Và một nụ hôn đầu tiên. Hôn dương hết nha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén,
và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng.